Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel và series tự học WordPress cơ bản. Thì trong cái video gần cuối này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta cấu hình widget. Thì đầu tiên là mình muốn giải thích cho các bạn biết là widget là cái gì. Thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái website của mình để mà mình giải thích dễ hơn nha. Thì các bạn truy cập vào cái đường dẫn, nếu ai xài SAM thì chúng ta gõ địa chỉ là localhost 2.8080/WordPress. Nếu ai xài hosting thì các bạn gõ tên miền của các bạn. Rồi các bạn kéo xuống ở đây. Thì cái giao diện lần trước, các thành phần cơ bản trên website, ở những cái video trước mình đã nói, những cái widget nó là những cái thành phần nó nằm ở bên cái thanh sidebar. Ví dụ như các bạn thấy ở đây có cái ô tìm kiếm này, nó là một widget nè. Rồi ở đây cái phần bài viết mới nó là một cái widget nè. Rồi phần phản hồi gần đây nó là cái một cái widget nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta cài đặt, chúng ta cấu hình cái phần widget nào như thế nào ha. Rồi các bạn sẽ truy cập vào cái trang admin của mình bằng cách duyệt admin. Rồi chúng ta truy cập vào cái phần là giao diện. Các bạn bấm vào cái chữ là widget. Rồi các bạn nhìn thấy đây nó có một cái vị trí, nó gọi là vị trí sidebar. Thì các bạn thấy nè, những cái widget mà mình đã hiển thị bên ngoài cho các bạn lúc nãy đó, có tìm kiếm nè, có bài viết mới nè, phản hồi gần đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi cái widget nào mà nó không cần thiết, mình xóa nó đi cho nó gọn cái website của mình. Thứ nhất là mình xóa cái meta. Cái meta nó không cần thiết. Meta là cái chỗ nào? Mình quay trở lại cái trang chủ để các bạn xem. Rồi mình kéo xuống cuối. Đây cái phần meta là cái phần này. Phần meta là nó có cái link là quản lý, rồi link đăng xuất, rồi RSS, rồi dòng thông tin phản hồi đó vân vân. Thì cái này nó không cần thiết. Thật sự là cái chỗ này nó rất là thừa thải, cho nên là chúng ta bỏ đi bằng cách là các bạn trở lại admin nè. Ngay chỗ cái dòng meta này các bạn bấm vô cái hình tam giác đen sổ xuống nè. Chúng ta bấm vô cái. Rồi các bạn bấm cái nút là xóa. Rồi xong. Khi mà cái xóa thì nó tự động lưu, rồi các bạn ra ngoài chúng ta F5 lại cái trang web của mình thì là nó đã mất đi cái phần meta rồi. Rồi tiếp theo để mình coi cái nào thừa nữa. Cái chuyên mục thì nó cần thiết, chuyên mục thì nó cần thiết cho nên vẫn để nha. Mặc dù ở đây là ở trên mình đã có menu rồi, menu thì cũng có chuyên mục rồi, nhưng mà ở chuyên mục ở bên cái cột bên tay phải là vẫn rất cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì như mình nói là người Việt cũng như là người Á Đông chúng ta thuận tay phải. Thì khi mà trong cái quá trình đọc á, là người dùng chúng ta sẽ đọc từ trên xuống, từ trái, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Thì khi mà họ đẩy cái con trỏ chuột của họ đi qua tới cái điểm nào á, thì là thường đó là họ sẽ có xu hướng. Chúng ta đọc ví dụ như các bạn đọc tới cái bài viết này, đọc tới cái bài viết này, rồi khi mà chúng ta rê chuột qua đây nè, chúng ta thấy 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 cái gì bên này nè, mà chúng ta đang có cái nhu cầu để tìm hiểu cái nội dung đó thì họ sẽ bấm click vào. Đó, các bạn thấy cái hành trình đọc nội dung của khách hàng khi vào website chưa? Đó, nó là như thế. Thì các bạn nên cái bên này á, là cái chỗ mà chuyên mục chúng ta nên để lại để mà chúng ta khuyến khích, giống như là một cái call to action á, kêu gọi hành động để click vào đi, xem nội dung đi. Đó, thì chúng ta nên để link để mà có link họ mới click. Còn hơn là chúng ta bỏ luôn cái chuyên mục này thì họ không có cái đường dẫn nào để mà họ click. Thì họ phải lên cái menu thì khi mà các bạn hình dung nè, người ta đang đọc cái ở giữa này, cái rồi phải đẩy chuột lên trên này để mà chúng ta đọc một cái nội dung mới. Thì dĩ nhiên là cái quá trình mà chúng ta đẩy chuột lên là nó đã mất mất một xíu công sức, mất một xíu thời gian rồi. Còn hơn là chúng ta đẩy qua đây, chúng ta bấm cái là chúng ta ra ngay. Đó, các bạn thấy không? Cái lợi ích của cái việc mà sidebar và những cái widget nào chúng ta sắp xếp làm sao mà cho khách hàng, cho người đọc chúng ta vào cái website của mình cảm thấy nó rất là trơn tru, rất là mượt về về cái mặt là trải nghiệm người dùng ha, user experience. Rồi chuyên mục đây mình để nguyên ha. Rồi bây giờ mình tới cái phần lưu trữ. Cái phần lưu trữ là cái phần cực kỳ không cần thiết, bởi vì sao? Lưu trữ đây nó sẽ hiển thị cái thời gian. Ví dụ như mình đăng những cái bài viết này ở trong tháng 12 năm 2018 thì ở đây nó hiển thị cái link là tháng 12 năm 2018 để bấm vô đây thì nó hiển thị những cái bài viết theo cái thời gian đó. Thì cái này nó cực kỳ là chiếm cái vị trí và nó cực kỳ là không có cần thiết. Tại vì sao? Chúng ta có chuyên mục rồi, chúng ta hiển thị ngày tháng gì chi, bài viết nó đã nằm trong chuyên mục, không cần phải lọc theo ngày tháng làm cái gì cả.
Cho nên là ở đây mình xóa luôn cái chỗ mà lưu trữ nha. Các bạn bấm vô cái tam giác nè, bấm vô tam giác, chúng ta rê chuột vào cái chỗ xóa này, chúng ta bấm cái rồi xong. Tìm kiếm nè, bài viết mới nè, phản hồi gần đây nè, chuyên mục nè. Thì đây mình sắp xếp lại thứ tự một chút xíu cho nó hợp lý hơn. Tìm kiếm là luôn luôn nằm ở trên cùng là đúng rồi ha các bạn, không có gì phải bàn cãi. Rồi bài viết mới, bài viết mới thì dĩ nhiên là chúng ta phải nằm ở sau cái tìm kiếm rồi, để mà chúng ta cho người đọc ta biết là những cái bài nào mà mới đăng lên cái web của mình thì nằm đây, vị trí thứ hai là đúng rồi, hợp lý rồi. Thứ ba là cái phản hồi gần đây. Cái phản hồi gần đây thực sự nó không có quá cần thiết mà phải nằm ở vị trí thứ ba. Tại vì sao? Tại vì á cái phản hồi á là nó chưa có cần thiết, mà cần thiết nằm ở vị trí thứ ba nó phải là cái chuyên mục. Các bạn kéo chuyên mục lên đây đó, còn cái phản hồi nằm ở cuối cùng. Tức là cái phản hồi là để cho kiểu như là thấy cho website nó có nhiều cái người ta vô người ta bình luận thì cảm giác như là cái người đọc nó cảm thấy website này, à cái website này có vẻ chất lượng đây, có vẻ nội dung nó chất lượng thì mới có nhiều bình luận như vậy đây đó, thì họ cảm giác như à có lẽ mình vô đúng website rồi, mình vô đúng một cái nơi mà chất lượng đó mà mình đọc thông tin rồi. Chứ thực sự là cái phản hồi nó với cái chuyên mục thì cái chuyên mục quan trọng hơn, cho nên mình đổi vị trí lại ha. Đó thì các bạn nhìn thấy là hiện tại Saba mình có 4 cái widget, một cái widget tìm kiếm, một cái widget là bài viết mới, một cái widget là chuyên mục và một cái widget là phản hồi gần đây. Rồi ngoài ra nó còn widget nào nữa ha, đâu phải chỉ có 4 widget nào đâu. Các bạn nhìn ở bên cái bên tay trái nè, WordPress cung cấp cho chúng ta rất 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 là nhiều cái widget. Đây các bạn thấy, đây là cái phần mình đang đây, màu đỏ đây để các bạn dễ thấy. Đó. Cho nên là những cái widget bên này thì các bạn cứ thử thôi. Chúng ta cứ thử sử dụng coi như thế nào. Đó, bằng cách là các bạn bấm vô nè. Rồi xong chúng ta bấm thêm nè. Đó thì nó sẽ thêm qua bên này. Rồi sau khi mà thêm xong thì mặc định nó lưu cho chúng ta luôn ha. Rồi các bạn ra ngoài trang chủ á, chúng ta F5 lại để xem coi là cái widget đó nó hiển thị như thế nào. Các bạn kéo xuống nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy nè, widget nó đang nằm ở vị trí này đúng không? Bây giờ mình có thể cái nút share này có thể không cần thiết thì mình xóa nó đi. Rồi mình xóa đây. Đó. Thì những cái widget này nó rất là nhiều, và có những cái nó không cần thiết lắm, có những cái thì tùy cái trường hợp, tùy cái vị trí và cũng tùy cái loại website của các bạn nữa. Ví dụ như website tin tức thì có một số cái cần thiết, nhưng mà đối với blog thì có một số cái nó không cần thiết. Hoặc là website bán hàng thì nó cũng có những cái widget dành riêng cho website bán hàng. Thì tùy cái những cái mặc định với lại tùy cái giao diện nữa, tùy cái giao diện các bạn cài vô giao diện nó hỗ trợ thêm những widget đi theo cái giao diện đó nữa thì mình mới có mình xài. Còn đây là những cái mặc định thôi, những cái mặc định thôi thì có nhiêu xài nhiêu đó. Còn khi mà cài plugin hoặc là giao diện vô, ví dụ như mình đã cài plugin Add to Any Share thì ở đây nó xuất hiện widget tên là Add to Any Share đó. Còn nếu mà mình không cài plugin này thì ở đây nó cũng đâu có cái widget này đâu nha, các bạn lưu ý cái điều này. Rồi như vậy là đây là cái video gần cuối rồi. Video tiếp theo mình sẽ tổng hợp cũng như là mình sẽ tổng kết lại những cái nội dung mà mình đã trao đổi với các bạn trong cái series tự học WordPress cơ bản của mình, VTD Channel. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video cuối cùng. Rồi nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ, like và share cái video này, hoặc các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký kênh, subscribe kênh bên dưới phần mô tả của mình để mà nhận cái video mới nhất. Rồi ai có bình luận hay là ai có thắc mắc câu hỏi gì thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới, như là những cái lần trước đây thì mình sẽ dành thời gian các bạn trả lời sớm nhất cho các bạn ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào các bạn.